Rồi mình xin chào quý vị và các bạn, xin chào cả nhà mình. Trước hết thì mến chúc cả nhà mình ngày mới vạn sự như ý như cả nhà. Ở nhà mình coi hai đứa nó chơi nãy giờ có vẻ như lúc kia bị bé vàng đó đó đó, thấy không? Cả nhà mình đó đó, lúc kia bị bé vàng ấy cái đầu xuống rồi. Bé vàng thật ra nhường lúc kia đấy nhà, rõ ràng cả nhà ha. Chứ mà nếu mà trên cơ thì xét là cho cùng thì lúc kia được cái miệng la 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 chứ làm được cái gì đó, nó còn nó cắn lỗ tai với vàng nha. Nhưng mà thật ra nói chứ hai đứa nó chơi rất là dễ thương, rất là tình cảm với nhà ha, chơi nhẹ 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 gặm cũng nhẹ nhẹ thôi, chứ còn nếu mà hôm mà cỡ này mà chịu cắn lộn chắc chảy máu rồi, trầy xước rồi. Thật ra nhìn thấy đè qua đè lại, cắn qua cắn lại chứ rất là nhẹ nhàng, thì nó hậu báo nha, nó lâu chết chạy. Nhìn hai đứa nó chơi đôi lúc á thì tụt lúc kia phá cả nhà, ghê không? Đôi lúc hai đứa nó chơi nhìn rất là thấy thương, còn nếu mà nhìn vô một cái thì thấy lúc kia nó đè bé bé vàng quá, mình thấy mình xót đó, thì thấy không? Nó kiểu như nó mạnh dạn vậy đó, phá dữ lắm ở nhà đó. Cả nhà thấy nó phá không? Đánh này đi được chưa cả nhà mình? Ghê hồn không? Ôi, ôi. Vậy đó. Phá. Mỗi ngày nó mỗi 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 cách phá khác nhau, nó bạo lực. Càng ngày nó càng phá mạnh hơn cả nhà mình. Hai chân nữa đó. Chó mà hai cái chân giống như hai cái tai mèo quá. Cũng muốn bắt cái banh rồi trong đó đó. Nó chứ cả này đi nhìn thấy nó chơi rồi xong đầu đầu lúc nào mình ngồi mình nhìn nó xong rồi đi đâu dựng ngày cả nhà, nhớ lắm. Như mình cũng nói với cả nhà mình trước mấy clip trước ở nhà ha, thì thật ra gia đình mình cũng có chuyện buồn, mình lo chuyện trong gia đình cho xong đó cả nhà. Thì bữa nay là xong hết rồi cả nhà ơi, tạm ổn hết rồi. Thì về bắt đầu là xem bình luận cả nhà mình rõ ràng, trả lời cả nhà mình chi tiết hơn ha. Thì mấy bữa rồi thì quá nhiều công việc, thì thật sự mình nói với cả nhà mình là đâm ra mình cũng có vội vàng thiệt. Thì bữa nay là ổn rồi cả nhà ơi. Thì về trả lời bình luận cả nhà mình và quay clip các bé cho cả nhà mình xem. À, rất mong được cả nhà mình thương ủng hộ giùm hả cả nhà. Nhà mình còn nó phá dễ sợ, phá nhà ơi. Hai cái tay của nó giống đậu thua gì hai cái tay của bé vàng đâu, cả nhà thấy không? Cũng khều, cũng môi, cũng lách thêm cái miệng nữa. Bé vàng coi chứ đâu có cắn đâu. Nhà mình thấy đấy nè, không có ngưng bốn bốn chân của nó, không có ngưng ở nhà, bốn chân không có ngưng được, chạy qua đây chạy qua kia, chạy tới chạy lui, phá này phá kia thôi. Miệng thì vừa cắn người ta mà cái miệng nó là phá, họ cắn cái nhà thấy không, nó cạp đó. Thật ra cái này mà cái bàn đồ chơi này mà để cho bé vàng với bé lượm chơi thì chừng nào mới hư được, dễ gì hư, chỉ có ông kẹ này vô cũng làm cái hư thôi đó, vậy đó. Để mình lượm cọng dây điện lên, nó tha cọng dây điện nguy hiểm, cọng dây điện sạc điện thoại thôi nhưng mà cắn đứt chứ không có xài với cũng nguy hiểm. Kinh vẫn bạo lực. Lúc kỳ này mà lớn một tí nữa chắc chịu không nổi cả nhà. Tánh tình lúc kỳ mà năng động hiếu thắng cái này là lớn một tí nữa chắc nó vàng chịu không nổi thiệt luôn. Rồi giờ mà công chuyện của mình cũng tạm ổn cả nhà ha. Việc việc gia đình thì nói chung là mấy anh em cũng chung tay với gia đình sắp xếp ổn hết rồi. Thì sẽ về quay clip lại các bé và coi
đồng thời là theo dõi bé Vàng đó nha ha. Coi bé Vàng có bị bớt bệnh chưa đó, có mập mạp đủ sức khỏe chưa đó. Rồi bắt đầu tiến hành để tiến bé Vàng, chứ để nói hoài rồi cũng chưa làm được, thì cả nhà mình cũng sao cũng nghe nói tiến bé Vàng hoài mà không thấy gì hết, rồi cả nhà mình cũng lo. Trong phát rồi cả nhà. Khán giả của mình thì cũng thật sự ra cũng là bé Vàng với bé Lượm là cũng khán giả mình cũng đặc biệt là quan tâm, thì đâm ra mình cũng để ý hai bé thường xuyên, đâm ra cả nhà mình cũng yên tâm ha, đừng có lo là nhà mình không có, tụi mình không có để ý á, để xảy ra chuyện như bé Lượm có bầu này kia nọ thì cái đó chắc không có đâu, mình quản lý. Nó như câu lật đật cái nhà ha. Cái đuôi của người ta đó ông kẹ. Cái đuôi mấy Vàng ngoe ngoải là ông gầm. Mấy Vàng điên lên đào lượm tán trong. Lúc đầu cả nhà thấy không? Cặp mấy Vàng cặp cổ cái đâu có giải nổi. Nằm la quá quẩy cái miệng lên chứ. Nó kêu cũng cái điện xuống nữa rồi. Nhìn vui cả nhà. Mày diễm. Đó trời tán. Công nhận bé Vàng này nó hiền thiệt cả nhà. Hiền phải nói hiền luôn chứ, rất là tình cảm nhẹ nhàng. Làm cho mình dễ mến làm sao đâu. Ẩm cỡ nào, kiểu nào cũng được, muốn bồng kiểu nào cũng nó hầu như là dễ mọi mặt luôn á. Ông kia thì ông thấy vậy ông lấn tới. Trắng gầm ta là ông la ra cái miệng ông quét lên. Bây giờ thấy không, nằm vẫn không chạy, nằm chơi vậy đó. Rồi chơi mệt rồi giỡn mệt rồi xong nằm ngủ nữa cả nhà mình. Giỡn đã ăn hơi rồi mệt rồi coi cả nhà mình. Còn ngủ bá đạo không? Đó nằm ngủ rồi đó. Ăn đó rồi ngủ đó rồi cả nhà nha. Vừa cho ăn xong rồi ngủ luôn, buông cái chén ra chừng ít phút rồi ngủ cũng có. Chơi giỡn mệt xong nằm ngủ cũng có. Nằm kiểu nghiêng cũng có, lật ngửa cũng có. Hầu như là bé Vàng cũng đủ kiểu, đủ trò. Hài có hước cũng không thua gì Lúc Kỳ đâu. Nhiều con cái mình thấy thương thôi. Lấy Lúc Kỳ đè cắn tội mình thấy thương thôi. Vĩ đại, bé Vàng vĩ đại, nhường hết. Không có nhà mình. Con này nửa giờ phối với bé Ly mình là hết sảy hết cả nhà ha. Mới 6 tháng tuổi vậy nha cả nhà, mới hỏi chủ là mới 6 tháng tuổi. Có cái này là nó ngoan cực kỳ nè cả nhà. Cái chuồng này là đẩy qua đẩy lại chứ mà đứng suốt ngày trong đây không ra là không ra, không bước ra là không bước ra. Chứ không phải như mùa muội nhà mình làm cái tìm. Thường ghê luôn, đẹp ghê. Con này ở đó mình mua bao nhiêu? 7 triệu. Con này con này mua 7 triệu nha cả nhà mình. Mua 7 triệu đúng không ra, đứng im cho mẹ luôn á. Nguyên không ra luôn, để ý rồi không ra, đứng im vậy đó. Sinh ra hả chứ con ra kìa chị kìa. Trời ơi chị đẹp quá cả nhà ha. Trời ơi con ra tội nghiệp quá, đẹp quá la quá. Mình thích nó cái chỗ nào cái nhà là mình đi đám ở đây á, mình để ý nó nguyên một ngày luôn, là nói chung là cứ lúc nào có lại thấy đứng trong chuồng vậy hết, nó không hề nhảy qua đây, đứng im vậy á. Nó xin vậy đó, cái này thấy vậy xin giờ là không ra nè. Cái này nó nhảy ra cái một. Nó nhảy ra cái một, nhảy ra cái một. Chẳng qua nó quá ngoan.
Dễ thương ha, dạ. Mai chiều bé Ly mình mà chơi sang phối với bé này nè cả nhà. Bé Ly mình mà chơi sang là phối giống với bé vậy là ra đẹp. Hỏi với ăn bánh luôn. Hồi hết luôn ngọt ngào luôn. Trời ơi, còn biết quá gì mấy bậc á. Lẻ xinh nữa kìa. Thương không mặt kìa. Dạ nó thêm ngọt lắm cô. Ăn có đụng lông không? Ăn ngọt có đụng bị đụng lông không? À, bà mặn mới đụng lông chứ. À đi con xin đi, con xin chị đi. Con xin chị đi. Nó ạ cái trốn luôn á. Không có, ý là xin gì nè. À, chứ tôi chứ kêu nó ạ đi, nó ạ cái. Đó, bây giờ, thấy không? Sao con đưa xa vậy? Con đưa sát sát vô. Con đưa vậy nó mới em tập em cắn con đưa mạnh vậy vô. Không đây rồi bắt hành đưa. Nó con đưa vậy rồi em không có cắn con đưa xa vậy em mới chụp. Thì nó làm tiểu mà. Đẹp cái nhà mình. Xin được, xin được. Chị ơi, chị em đi. Mình đi đám ở đây ngày hôm qua nay xung quanh cái xóm này quá trời luôn nha cả nhà. Nhà nào cũng có mấy bé, bé hai bé mà chó đẹp không à. Cái này mai chiều sẽ hỏi thăm đợi cho bé đủ tuổi rồi hỏi thăm cho phối với bé Ly. Không được. Ờ thì bình thường thôi. Ra ra ta like. Nó ta like, cái nét. Ủa xin kìa. Xin kìa lấy lẹ lên nhiều mà, lấy lẹ lên. Xin chị lấy. Lấy vô đi. Nhiều bà la lên. Nhưng mà cái này nó phải mập lên chút xíu nữa cái đít nó lắc rồi mới đã. Đít. Có miếng à. Trời ơi con miếng nó cũng liếm. Đây, đâu? Chưa. Chưa con chưa trời ơi nó còn hơn con mũi mình nữa cả nhà mình. Ủa nước trà không lấy cho mình ly nước trà luôn cho chẳng bộ hả. Uống nước trà không rồi hết rồi uống nước trà không lấy ly nước trà nữa chẳng bộ nha. An lấy bắt anh bịch hay bịch ra còn trong khu trong kia ra thường quá nhỉ. Nó xinh nè thấy không đó, thấy không, thấy rõ ràng chưa, dày đây mà thật rồi ông lấy ly nước trà quạo nữa nha. Quay An ăn từ từ dữ vậy hả. rất là thích ăn nhưng mà đút vô chập chập nhưng mà cắn nhẹ nhẹ vô cái tay mình chứ còn thích ăn thích dữ lắm. Rất con miếng là chòm nè cái nhà thấy nè, con miếng á nè, mà chòm nè. Trời ơi, nuôi con. Ừ, thích ăn dữ trời, hơn mũi luôn á. Này mua bao nhiêu? Nãy Bắc Hành nó mua 7 triệu hỏi em kìa, em mua nhiêu? Mua 7 triệu. Con quay Bắc Hành con nhìn kìa, con cầm máy Bắc Hành mà con nhìn đâu cũng ngon vậy. Sao? Hỏi hả gì? 7 triệu à mua. Lo mua đi không à. Con nghiệp bữa mà càng tan tới hết hồn nghĩa mà có đụng không? Dạ hả? Hết hồn. Tự nhiên hết em hết hồn. Hết rồi nha, bữa nào. À, cả nhà mình mà muốn nựng bé là đem cái hiệu này tới là bao nựng nha cả nhà mình ha. Cái hiệu đúng cái hiệu này, mấy cái hiệu khác mình không biết làm sao, như hồi nãy giờ tôi ăn cái này nhiều lắm.
bao bao nựng. Từ từ. Không ra. Ăn nhiều quá có sao không? Dạ không sao. Ăn nhiều. Nhưng mà ăn nhiều quá nó thèm. Nhưng mà ăn nhiều có bị gì không? À. Xin đi. Xin đi. Thôi con chó không? Xin đi không? Con chó không? Em xin anh. Xin. Y chang vậy. Xin. Ừ, này xin. Xin đi. Mày cho nó ăn đi Thành ơi, bắt nó lại rồi anh ấy. Đúng hiệu này ha cả nhà ha. Ăn bánh là phải nói phải nể con nhiều hơn đó luôn á. 7 triệu thì bằng muốn tiêu em cũng mua 7 triệu. Mỗi giống nó mỗi khác. Nói rồi. Hết rồi. Em còn cái rước kìa anh, rước ngoài nè, để sau lưng chân kìa. Phủi đi để cái. Nó thấy á, em không thấy nó thấy nó chầm chầm nè. Phủi đi để cái. Vậy con nhiều quá thấy không, ăn nhiều quá nó ợn rồi. Rồi mình thấy bé dễ thương rồi qua quay cho cả nhà xem cho vui chút xíu nha. Con nhận bé thấy thương thiệt à, ăn bánh ngọt dữ lắm nha cả nhà mình, bao nhiêu bằng cũng hết á. Vậy mình cũng xin khép clip lại đây luôn cả nhà ha. Cuối clip thì mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe nha. Cả nhà xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha cả nhà mình. Chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà mình nha, mấy bạn cả nhà ơi.